trong bản tin ngày 13 tháng 5 hôm nay. Nghiên cứu mới cho thấy trộn vaccine COVID-19 dẫn đến phản ứng nhiều hơn nhưng vẫn chưa biết có làm tăng hay giảm hiệu lực của thuốc hay không. Thủ tướng Justin Trudeau cho biết ông dự định tiêm liều vaccine AstraZeneca thứ hai nếu được. Ontario không bắt buộc tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ em, trong khi tỉnh BC đạt cột mốc mới trong chiến dịch tiêm chủng. Công ty Canada báo cáo có dấu hiệu tích cực trong thử nghiệm vaccine COVID-19 và cho biết họ được mời chuyển việc sản xuất ra khỏi đất nước. Canada có thể mất đi 50% nguồn nhiên liệu nếu đường ống dẫn dầu Line 5 bị đóng. Ontario chi $340,000 để giải quyết sự căm ghét chống người châu Á trong trường học. Giá bất động sản tăng chóng mặt khiến cho người mua nhà ở khu vực Đại Tây Dương Canada rút khỏi thị trường. NATO tập trận khắp châu Âu trong bối cảnh Nga gia tăng quân đội, căng thẳng gia tăng giữa Moscow và Hoa Kỳ. 67 người thiệt mạng ở Gaza, 7 người thiệt mạng ở Israel. Liên Hợp Quốc cảnh báo xung đột có thể biến thành chiến tranh toàn diện. Dân số cao tuổi của Trung Quốc sẽ là một cú sốc lớn đối với chuỗi cung ứng toàn cầu, nhà kinh tế học cho biết. Amazon thắng kiện trước tòa khi đấu tranh với EU về hóa đơn thuế $300 triệu. Một số cập nhật khác về tình hình COVID trên thế giới. Tuấn Liêm và Hoàng Anh xin kính chào quý vị và cảm ơn quý vị đã đến đây để theo dõi bản tin Canada nổi bật hàng ngày của kênh Culture Channel và một số tin tức thế giới đáng chú ý khác. Chương trình này được thực hiện bởi Culture Magazine, là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất được in ấn và phát hành tại Canada. Chúng tôi kính mời quý vị ghé thăm trang web của Culture Channel để đọc các bản tin cũng như các bài viết khác tại địa chỉ culturemagazine.com. Nếu quý vị chưa đăng ký, chưa subscribe, chúng tôi mời quý vị miễn phí đăng ký, subscribe và nhớ bấm ngay nút chuông kế bên để nhận được thông báo khi chúng tôi có video mới. Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm và khích lệ của quý vị bằng cách giao lưu với ban biên tập chúng tôi thông qua phản hồi, comment mang tính xây dựng, chia sẻ, share video của Culture Magazine cho nhiều người quen. Và mỗi khi xem bản tin, đều nhớ bấm like nếu các bạn thấy thông tin hữu ích. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Và ngay sau đây, Hoàng Anh sẽ mở đầu với bản tin chi tiết. Chương trình tiêm chủng vaccine COVID-19 tại tỉnh bang Ontario đang được tiến hành để giúp ngăn ngừa sự lây lan của virus, bảo vệ mạng sống. Cho đến khi tất cả chúng ta đều đã được tiêm chủng, hãy nhớ đeo khẩu trang, rửa tay và giữ khoảng cách. Mỗi ngày đang có hàng ngàn người được tiêm chủng, rất nhanh sẽ đến lượt của quý vị rồi đó. Muốn biết thêm chi tiết, quý vị có thể đến trang mạng ontario.ca/Ontario's COVID-19 Vaccination Plan hoặc quý vị gọi số điện thoại 1-888-999-6488. Đường dây có hơn 300 ngôn ngữ để phục vụ quý vị. Một lời nhắn từ chính phủ Ontario. Thưa quý vị, một nghiên cứu mới cho thấy trộn các liều vaccine COVID-19 dẫn đến phản ứng nhiều hơn, nhưng vẫn chưa biết có làm tăng hay giảm hiệu lực thuốc hay không. Theo kết quả ban đầu từ một nghiên cứu ở Vương quốc Anh mà các quan chức y tế ở Canada đang theo dõi chặt chẽ, thì việc trộn các loại vaccine COVID-19 khác nhau cho hai liều có thể làm tăng cơ hội một người mắc các phản ứng nhẹ hoặc trung bình như mệt mỏi, đau đầu hoặc sốt. Các phát hiện này đã được công bố hôm thứ Tư, chưa phải là kết quả của nghiên cứu đầy đủ, được đăng trên tờ The Lancet, là một tạp chí y khoa được đánh giá ngang hàng và đến từ thử nghiệm vaccine của tập đoàn vaccine Oxford mà đang nghiên cứu việc trộn kết hợp các vaccine COVID-19 khác nhau cho liều thứ nhất và liều thứ hai. Theo trưởng nhóm nghiên cứu là tiến sĩ Matthew Snape, phó giáo sư về nhi khoa và tiêm chủng tại Đại học Oxford cho biết, trong cả hai lịch trình mà kết hợp hai loại vaccine khác nhau, tức là liều thứ nhất là AstraZeneca, liều thứ hai là Pfizer, và một lịch trình khác là liều thứ nhất là Pfizer và liều thứ hai là AstraZeneca, thì trong cả hai lịch trình này đều gây ra nhiều triệu chứng hơn so với cùng loại. Hầu hết những tác động này là nhẹ, mặc dù nghiên cứu cũng cho thấy sự gia tăng các phản ứng vừa phải.
Những phản ứng khác được quan sát như ớn lạnh, mệt mỏi, đau đầu, đau khớp, khó chịu và đau cơ cũng gia tăng tương tự. Các nhà nghiên cứu cũng đã trấn an rằng các triệu chứng do vaccine gây ra chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Vòng đầu tiên của thử nghiệm này chỉ cho thấy tác động đến các phản ứng sau tiêm chủng, chứ chưa cho biết về mức độ an toàn hoặc hiệu quả tổng thể của từng phương pháp kết hợp. Những kết quả đó sẽ có trong vài tuần nữa. Các nghiên cứu sâu hơn, bao gồm cả những nghiên cứu kết hợp vaccine do Moderna và Novavax sản xuất, đang được tiến hành, theo tờ Lancet cho biết. Phó giáo sư Đại học McMaster và chuyên gia về bệnh truyền nhiễm là tiến sĩ Jen Jackla, người không tham gia vào nghiên cứu, cho biết rằng kết quả sơ bộ này là một chiến lược khả thi ở Canada và so sánh phản ứng tích cực được báo cáo bởi những người được tiêm hai liều khác nhau là giống với phản ứng được quan sát thấy khi những người trước đây đã bị nhiễm COVID-19 sau đó được tiêm chủng. Giáo sư nói rằng đây có lẽ là dấu hiệu thành công đầu tiên. Chúng tôi biết những gì đang hướng tới là một phản ứng miễn dịch khá mạnh mẽ. Thủ tướng Justin Trudeau hôm nay cho biết ông dự định tiêm liều vaccine AstraZeneca thứ hai nếu được. Sau khi tiêm mũi đầu tiên vào tháng 4, Thủ tướng Justin Trudeau cho biết lời khuyên mới nhất của bác sĩ dành cho ông là nên tiêm mũi thứ hai của vaccine AstraZeneca nếu vaccine này được sử dụng khi đến thời điểm. Thủ tướng nói, tôi đã nói chuyện với bác sĩ của mình vào tuần trước. Ông ấy khuyến nghị rằng tôi nên tiêm liều vaccine AstraZeneca thứ hai trong những tuần hoặc tháng tới khi có. Liệu những người Canada mà đã tiêm liều vaccine AstraZeneca đầu tiên có thể được tiêm cùng loại vaccine thứ hai hay không, hay phải chuyển sang loại vaccine khác là một trong số những câu hỏi mà người dân đã đặt ra. Một số tỉnh bang đã hạn chế sử dụng vaccine AstraZeneca. Có hai lý do, đó là sự thận trọng đối với các ca đông máu hiếm gặp và sự thiếu hụt nguồn cung. Ở một số tỉnh, kế hoạch là ngừng cung cấp những mũi tiêm AstraZeneca đầu tiên và giữ lại để làm mũi thứ hai cho những người đã tiêm. Mặc dù ở tỉnh bang Ontario, nơi Thủ tướng Trudeau nhận liều đầu tiên, Bộ trưởng Y tế Kristin Elliott vẫn chưa đưa ra quyết định về việc liệu AstraZeneca có còn được tiêm nữa hay không. Lãnh đạo đảng bảo thủ Erin O'Toole và lãnh đạo đảng NDP Jamit Singh, Bộ trưởng Thu mua Anita Anand và nhiều chính trị gia liên bang và tỉnh bang khác là những người đã nhận được vaccine AstraZeneca cho liều đầu tiên trong những tuần gần đây. Lô hàng tiếp theo gồm 655.000 liều vaccine AstraZeneca từ tổ chức COVAX dự kiến sẽ đến Canada vào tuần tới. Cho đến nay thì khoảng 2,3 triệu liều đã được phân phối trên khắp đất nước. Các cơ quan y tế tỉnh cho biết họ đang chờ hướng dẫn từ Bộ Y tế Canada cũng như từ Ủy ban Tư vấn Quốc gia về tiêm chủng là cơ quan NACI về hiệu quả của việc trộn vaccine. Tỉnh Ontario sẽ ngừng tăng nguồn cung cấp vaccine đến các điểm nóng tại thành phố Toronto và sẽ phân bổ đồng đều trên toàn tỉnh. Vào tuần tới, tỉnh Ontario sẽ ngừng gửi 50% nguồn cung cấp vaccine COVID-19 của mình đến các khu vực điểm nóng, thay vào đó sẽ phân bổ đồng đều trên toàn tỉnh. Nhưng các quan chức ở thành phố Toronto nói rằng chiến lược điểm nóng là một biện pháp thành công cần được tiếp tục. Vào ngày 10 tháng 5, 53,2% người trên 18 tuổi ở các điểm nóng Toronto đã được tiêm ít nhất một liều so với 46,9% người dân ở các vùng có nguy cơ thấp hơn, theo dữ liệu của tỉnh công bố vào hôm thứ Tư. Toronto đã tiêm hơn 1,5 triệu liều vaccine và ít nhất 70% cư dân trên 50 tuổi đã được tiêm, thị trưởng John Tory cho biết. Thành phố cũng đã chứng kiến tỷ lệ tiêm chủng tại điểm nóng tăng hai con số. Ví dụ, trong 13 khu vực mã Bưu Chính, tỷ lệ tiêm vaccine cho tất cả người lớn đã tăng từ dưới 14% lên hơn 48%. Tỉnh cho biết họ đã tăng nguồn cung vaccine cho những khu vực điểm nóng này thêm 1 triệu liều, trong phản ứng có giới hạn để giảm ca COVID-19 cũng như nhập viện và tử vong. Tỉnh sẽ trở lại việc phân bổ vaccine theo dân số trong hai tuần cuối cùng của tháng 5, khi mà tỉnh cho những người từ 30 tuổi trở lên đăng ký hẹn tiêm vaccine bắt đầu từ ngày 17 tháng 5, và tất cả người lớn từ 18 tuổi trở lên sẽ có thể đặt lịch hẹn tiêm vaccine bắt đầu vào ngày 24 tháng 5. Toronto sẽ mở thêm 5.000 cuộc hẹn tiêm vaccine cho tuần tới vì cư dân từ 40 tuổi trở lên sẽ được phép tiêm chủng tại các điểm tiêm chủng hàng loạt của thành phố Toronto. Hầu hết tất cả các điểm khác đã gần như đặt kín chỗ. Thành phố cũng sẽ bổ sung thêm phòng khám di động tại 5 mã bưu điện.
cập nhật nhanh về tình hình COVID-19 trên khắp Canada. Tương lai của vaccine Oxford AstraZeneca ở Canada ngày càng bấp bênh khi Manitoba hạn chế sử dụng vaccine AstraZeneca. Tỉnh British Columbia cũng quyết định tương tự. Và Ontario cho biết họ đang quyết định sử dụng lô hàng AstraZeneca sắp tới cho liều thứ hai. Ontario, nơi đã ngừng sử dụng vaccine AstraZeneca cho liều đầu tiên do lo ngại về chứng rối loạn đông máu hiếm gặp, thông báo rằng họ sẽ nhận được 250.000 liều vaccine vào đầu tuần tới, nhưng vẫn đang xem xét khi nào sẽ mở lịch hẹn tiêm liều thứ hai cho người dân. Người dân ở Quebec đã được tiêm liều vaccine đầu tiên là AstraZeneca, hiện nay có câu hỏi nhiều hơn là có câu trả lời. Trong một tuyên bố hôm thứ Ba, thì Bộ Y tế cho biết hầu như không còn bất kỳ liều vaccine AstraZeneca nào và chỉ còn một số ít còn lại dành cho những người từ 45 tuổi trở lên. Alberta, Saskatchewan cũng đã ngừng tiêm chủng cho những người muốn được đi tiêm với lý do là thiếu nguồn cung. Manitoba có kế hoạch cung cấp liều vaccine AstraZeneca đầu tiên cho những người có thể không được tiêm chủng tại các địa điểm khác. Hầu hết các liều thuốc sẽ được dành cho mũi thứ hai cho những người đã nhận được vaccine AstraZeneca trong lần đầu tiên. Manitoba cho biết họ sẽ nhận được khoảng 20.000 liều AstraZeneca trong lô hàng tiếp theo. Tại British Columbia thì hiện tại vẫn chưa tạm dừng sử dụng vaccine AstraZeneca và mọi người vẫn có thể tiêm vaccine này tại các hiệu thuốc địa phương. Tại Nova Scotia, thủ hiến Lee Raikin cho biết hơn 1.000 cư dân đặt lịch hẹn tiêm vaccine AstraZeneca đã hủy bỏ cuộc hẹn. Thay vào đó thì họ chọn tiêm vaccine dùng công nghệ mRNA. Hơn 2 triệu người Canada đã nhận được AstraZeneca và 17 người đã xác nhận là có triệu chứng máu đông, tức là triệu chứng giảm tiểu cầu do vaccine gây ra. 3 người phụ nữ đã chết. Các chuyên gia đã lưu ý rằng nguy cơ đông máu ở những người được chẩn đoán mắc COVID-19 cao hơn nhiều so với những người được tiêm AstraZeneca. Cố vấn y tế chính của Health Canada đã nói rằng lợi ích của thuốc chủng ngừa AstraZeneca đối với COVID-19 vẫn lớn hơn so với nguy cơ bị triệu chứng đông máu. Tính đến tối thứ Tư ngày 12 tháng 5, Canada báo cáo có thêm 6.189 ca nhiễm mới và 53 ca tử vong, nâng tổng số trường hợp nhiễm COVID-19 ở Canada lên mức 1.305.776 ca. Với 76.489 ca còn bệnh, đã có 1.204.334 ca phục hồi và số người tử vong là 24.766. Tới hôm nay, hơn 16,8 triệu mũi vaccine đã được tiêm trên khắp Canada, trong đó có trên 15,5 triệu người, tức là khoảng 41% dân số đã được tiêm ít nhất là một mũi. Ontario báo cáo 2.320 ca nhiễm COVID-19 mới và thêm 32 ca tử vong. Số ca nhập viện là 1.673 ca, với 766 người đã phải nhập viện tại ICU. Quebec báo cáo có thêm 745 ca nhiễm COVID-19 mới và thêm 11 ca tử vong. Tại tỉnh PC đã đạt cột mốc tiêm chủng mới với hơn 50% dân đủ điều kiện đã nhận được một liều vaccine. Tỉnh báo cáo có thêm 600 ca nhiễm COVID-19 mới và 1 ca tử vong. Alberta báo cáo 1.799 ca nhiễm COVID-19 mới và thêm 4 ca tử vong. Các công nhân tại dự án cát dầu Horizon của CNRL, tức là Canadian Natural Resource Limited, công ty ở phía đông bắc của tỉnh Alberta, một trong những nơi làm việc có bùng phát virus lớn nhất của tỉnh. Công nhân nói rằng họ sợ hãi, không cảm thấy an toàn và phải tiếp tục làm việc khi bệnh, hoặc là có nguy cơ bị mất lương. Tại các tỉnh Perry, Manitoba báo cáo có 364 ca nhiễm COVID-19 mới và 3 ca tử vong. Tỉnh đã mở lịch tiêm vaccine COVID-19 cho tất cả mọi người từ 18 tuổi trở lên. Các quan chức y tế cho biết nguồn cung cấp tăng đều đặn và tất cả mọi người từ 12 tuổi trở lên sẽ đủ điều kiện để tiêm liều đầu tiên vào nửa đầu tháng 6. Trong khi đó, Saskatchewan báo cáo 183 ca COVID-19 mới và 2 ca tử vong. Tỉnh đang đối phó với hậu quả của một thông tin sai lệch khiến cho 250 nhà thuốc chật vật hủy bỏ các cuộc hẹn tiêm vaccine sau vấn đề về nguồn cung. Tại khu vực Đại Tây Dương Canada, New Brunswick đã báo cáo có thêm 9 ca nhiễm COVID-19 mới, trong khi Newfoundland và Labrador báo cáo là có 10 ca. Nova Scotia báo cáo 149 ca nhiễm COVID-19 mới và thông báo họ sẽ cung cấp 4 ngày nghỉ bệnh
có lương cho những ai cần nghỉ vì virus COVID-19. Không có ca bệnh mới nào ở Prince Edward Island, tỉnh này có 9 ca đang bệnh. Ontario không bắt buộc tiêm chủng COVID-19 cho trẻ em. Bộ trưởng Y tế Ontario Christian Elliott cho biết việc tiêm vaccine COVID-19 sẽ không bắt buộc đối với trẻ em khi chính phủ đặt ra mục tiêu tháng 6 này sẽ tiêm vaccine cho giới trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Bộ trưởng Y tế nói các trẻ sẽ cần có sự đồng ý của cha mẹ để tiêm vaccine. Nếu các bậc cha mẹ không muốn cho con em mình được tiêm chủng thì sẽ không ép buộc đối với họ. Chúng tôi rất khuyến khích mọi người nên tiêm vaccine ngay khi đến lượt nhằm bảo vệ bản thân và người thân trong gia đình. Nhưng tại thời điểm này, việc đó sẽ không là bắt buộc. Trước đó, Ontario đã xác định mục tiêu là tháng 6 sẽ đến lượt trẻ em 12 tuổi trở lên đi tiêm vaccine Pfizer. Ở một số khu vực như Guelph và Waterloo, các phụ huynh có thể đăng ký trước cho con mình chủng ngừa ngay khi có lịch hẹn. Vùng Peel đạt mục tiêu tiêm chủng vaccine, phòng tiêm marathon mở cửa cuối tuần này. Vùng Peel đã đạt mục tiêu quan trọng cho việc triển khai tiêm chủng. Đã có 50% người lớn trong khu vực được tiêm ít nhất một liều vaccine COVID-19. Số người tiêm chủng sẽ tăng nhanh hơn khi cuối tuần này, phòng tiêm vaccine trong khu vực sẽ mở cửa liên tục 32 giờ như một cuộc chạy đua marathon để tiêm chủng cho người dân trong khu vực. Chiến dịch tiêm chủng này được đặt tên là Dose After Dark, liều tiêm trong đêm, và sẽ mở tại International Center 6900 Airport Road từ 12h30 trưa thứ Bảy ngày 15 tháng 5, mở cửa liên tục đến 8h30 tối Chủ nhật ngày 16 tháng 5. Với mục tiêu là tiêm hơn 7.600 liều, trong đó có 5.000 liều được tiêm trong ban đêm. Bất kỳ ai từ 18 tuổi trở lên đều có thể đặt lịch hẹn trên trang mạng của vùng Peel. Một công ty sản xuất dược phẩm ở Canada báo cáo dấu hiệu tích cực trong thử nghiệm vaccine COVID-19, nhưng cho biết họ được mời chuyển việc sản xuất ra khỏi đất nước. Một nhà sản xuất dược phẩm của Canada đã sản xuất được một loại vaccine COVID-19 mới và có kết quả thử nghiệm đầy hứa hẹn, nhưng dọa sẽ chuyển các thử nghiệm tiếp theo và dây chuyền sản xuất ra nước ngoài nếu họ không nhận được sự hỗ trợ thích đáng từ chính phủ liên bang. Vào thứ Tư, thì công ty Providence Therapeutics có trụ sở tại Calgary, tỉnh Alberta, đã công bố kết quả từ thử nghiệm giai đoạn 1 với 60 người tham gia ở độ tuổi 18-64, cho thấy rằng khả năng trung hòa virus là rất tốt mà không có các tác dụng phụ nghiêm trọng nào. Tương tự như các loại vaccine của Pfizer và Moderna, vaccine của Providence theo công nghệ mRNA với hai liều thuốc được tiêm cách nhau là 28 ngày. Để kiểm tra vaccine của công ty với những loại khác, công ty đã yêu cầu chính phủ liên bang cung cấp 500 liều vaccine Pfizer để họ có thể so sánh kết quả, nhưng cho đến nay vẫn chưa nhận được câu trả lời. Providence cam kết tiến hành các thử nghiệm giai đoạn 2 ở Canada, nhưng CEO của công ty cho biết, cho đến nay làm việc với chính phủ liên bang đang gặp nhiều trở ngại và khó khăn, đến mức hiện ông đang xem xét chuyển các thử nghiệm trong tương lai ra ngoài nước và chuyển sản xuất vaccine đến nước khác. Ông cho biết đã có lời mời từ một số quốc gia, một số ở châu Âu và những nơi khác. Canada có thể bị giảm thiểu 50% nguồn cung cấp nhiên liệu nếu đường ống dẫn dầu Line 5 bị đóng. Các chuyên gia đang đưa ra một bức tranh tồi tệ về những gì Canada có thể phải đối mặt nếu đường ống số 5 Line 5 bị đóng. Một số chuyên viên cho rằng nguồn nhiên liệu dầu Canada sẽ hụt mất 50%. Đường ống dẫn dầu Line 5 là một đường ống dẫn năng lượng xuyên biên giới với Mỹ, do công ty Enbridge có trụ sở tại Calgary, tỉnh Alberta vận hành, đóng vai trò là huyết mạch quan trọng cho cơ sở hạ tầng năng lượng của Canada, hiện đang đối mặt với mối đe dọa bị đóng từ quyết định đơn phương của thống đốc bang Michigan, Hoa Kỳ là bà Gretchen Whitmer. Chính phủ Canada ngày 11 tháng 5 đã đệ đơn lên một tòa án liên bang ở Mỹ nhằm yêu cầu chặn quyết định của chính quyền bang Michigan liên quan đến hoạt động của đường ống dẫn dầu Line 5, cho rằng công ty Enbridge và chính quyền bang này cần có thêm thời gian để tìm được giải pháp chung. Đội ngũ luật sư bảo vệ Canada lập luận rằng hành động đơn phương của một bang riêng lẻ của Mỹ sẽ làm suy yếu các lợi ích trong chính sách đối ngoại quan trọng của Mỹ và Canada,
gây hoài nghi về năng lực của chính phủ Mỹ trong việc thực hiện và duy trì các cam kết. Trước đó, thì thống đốc bang Michigan, bà Gretchen Whitmer đã yêu cầu Enbridge ngừng hoạt động Line 5 vĩnh viễn từ ngày 12 tháng 5, với lý do là nguy cơ tràn dầu và gọi đường ống dẫn này là quả bom hẹn giờ. Nếu đường ống này ngừng hoạt động, trước hoặc sau khi một hòa giải viên do tòa án chỉ định sẽ gặp lại hai bên vào ngày 18 tháng 5, thì các nhà phân tích dầu khí cho rằng điều đó sẽ gây ra một phản ứng dữ dội và đáng kể về mặt kinh tế trên khắp Canada. Công ty Enbridge đã kiện quyết định của thống đốc Michigan ra tòa và khẳng định sẽ không đóng cửa đường ống vận chuyển 540.000 thùng dầu mỗi ngày này. Hai bên đã tiến hành hòa giải kể từ tháng 4 vừa qua. Nếu đường số 5 ngừng hoạt động, 30.000 việc làm tại Ontario và Quebec là hai tỉnh đông dân nhất Canada sẽ gặp rủi ro. Việc đóng cửa đường ống Line 5 này là một cam kết của bà Whitmer trong chiến dịch chạy đua vào ghế thống đốc bang Michigan hồi năm 2018. Line 5 chưa bao giờ bị rò rỉ dầu kể từ khi bắt đầu hoạt động vào năm 1953. Song vào năm 2010, một đường ống khác do Enbridge vận hành là Line 6B, đường ống 6B, bị vỡ và xả dầu vào một nhánh của sông Kalamazoo, trở thành một trong những vụ tràn dầu trong nội địa lớn nhất lịch sử Hoa Kỳ. Do vậy, bà Whitmer đang thu hút sự ủng hộ từ các đồng minh hàng đầu của đảng Dân Chủ tại nhiều bang ở Mỹ, dấu hiệu cho thấy những thách thức mà Tổng thống Joe Biden có thể phải đối mặt nếu can thiệp vào vấn đề này. Line 5 đáp ứng gần một nửa nhu cầu dầu thô của tỉnh Ontario và cũng là nguồn cung dầu mỏ quan trọng cho đường ống Line 9, số 9, chạy đến Quebec và cung cấp 40-50% lượng dầu thô được các nhà máy lọc dầu ở tỉnh Quebec sử dụng để sản xuất xăng và các nhiên liệu khác. Người đứng đầu cơ quan năng lượng của tỉnh Alberta là Sonia Savage đã hoan nghênh việc chính phủ Canada quyết định tham gia vào vụ việc này và cho rằng chính quyền các địa phương trên khắp Canada phải tiếp tục vận động cho sự tồn tại của đường ống. Liên minh năng lượng tiêu dùng là CEA có trụ sở tại Hoa Kỳ ước tính rằng việc đóng cửa Line 5 sẽ khiến các kinh tế của các bang của Mỹ bao gồm Michigan, Ohio, Indiana và Pennsylvania thiệt hại tổng cộng là 20,8 tỷ đô la Mỹ và gây rủi ro cho khoảng 33.000 việc làm. Tỉnh Ontario sẽ chi 340.000 đô la để giải quyết sự căm ghét chống người châu Á trong trường học. Chính phủ tỉnh Ontario sẽ chi 340.000 đô la để giúp giải quyết nạn phân biệt chủng tộc chống người châu Á trong các lớp học. Tỉnh cho biết đại dịch đã làm gia tăng sự phân biệt đối xử và tội ác căm thù đối với những người gốc Á ở Canada. Số tiền này sẽ được sử dụng để giúp học sinh học tập trong một môi trường hòa nhập hơn. Một phần kinh phí sẽ được dùng để hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho học sinh, gia đình và giáo viên là người gốc Á. Số tiền hỗ trợ cũng sẽ hướng tới việc phát triển các công cụ trực tuyến để giúp các hộ gia đình người Canada gốc Trung Hoa nói chuyện với con cái của họ về nạn phân biệt chủng tộc. Vào cuối tháng 4, thì một báo cáo hàng năm của cảnh sát trích dẫn đại dịch COVID-19 và vụ sát hại của George Floyd, một người đàn ông da đen ở thành phố Minneapolis, bang Minnesota, Hoa Kỳ, đã góp phần làm gia tăng các vụ tội phạm thù hận. Tổng cộng đã có 210 đơn khiếu nại được gửi đến cảnh sát, tức là tăng từ 139 vụ vào năm 2020. Tổng cộng đã có 210 đơn khiếu nại được gửi đến cảnh sát, tức là tăng từ 139 vụ vào năm 2020 và cao hơn nhiều so với mức trung bình là 152 vụ mỗi năm được ghi nhận trong một thập kỷ qua. Báo cáo từ đơn vị tội phạm thù hận cho biết, cảnh sát đã bắt giữ 41 người, gần gấp đôi so với 23 nghi phạm bị bắt vào năm trước. Cộng đồng Do Thái là nạn nhân lớn nhất vào năm ngoái, tiếp theo là cộng đồng da đen, LGBTQ và cộng đồng châu Á người Trung Quốc. Giá bất động sản tăng chóng mặt khiến người mua nhà ở khu vực Đại Tây Dương Canada rút khỏi thị trường. Nhiều chủ nhà tương lai ở khu vực Đại Tây Dương Maritime đang bị đẩy ra khỏi thị trường vì giá bán các bất động sản trong khu vực tiếp tục tăng hơn nhiều so với giá yêu cầu. Mặc dù đây chắc chắn là thời điểm tốt để bán nhà, nhưng việc mua nhà đang trở thành một giấc mơ xa vời đối với những người không có ngân sách lớn. Một người mua lần đầu đã bị trả giá cao hơn 13 trong số 14 lần trả giá, mặc dù họ vẫn chưa từ bỏ ý định, họ nói rằng điều đó rất khó khăn.
giá nhà ở khu vực Halifax đã cao hơn 34% so với năm ngoái. Tình huống tương tự diễn ra ở Fredericton. Ở Yarmouth, tỉnh Nova Scotia, mức tăng thậm chí còn cao hơn. Tỉnh Nova Scotia là thị trường của người bán. Một số người tin rằng giá nhà cao ngất ngưỡng đang đẩy những người mua lần đầu tiên ra khỏi thị trường. Nhà kinh tế Tad Mengwanwan tin rằng giá cả được thúc đẩy bởi nhu cầu tăng vọt. Ông cho biết mọi người đã chuyển đến Nova Scotia trước đại dịch, nhưng COVID-19 đã đẩy nhanh tiến độ đó. Sau đây, mời quý vị tiếp tục theo dõi một số tin tức thế giới đáng chú ý trong ngày. NATO tập trận khắp châu Âu trong bối cảnh Nga gia tăng quân đội, căng thẳng gia tăng giữa Moscow và Hoa Kỳ. Tháng này, đội đặc nhiệm SEAL từ bãi biển Virginia đang ở Romania để tham gia cuộc tập trận quân sự mang tên là Dấu chân thành Troy, với tư cách là một phần tử của lực lượng quân đội đặc biệt của Hoa Kỳ. Lực lượng này có sự tham gia của 600 đơn vị NATO và các lực lượng khác, bao gồm cả quân đội đến từ Ukraine và Georgia, là hai đất nước đã từng bị Nga xâm chiếm trong những năm gần đây. Cuộc tập trận đang diễn ra cùng với cuộc tập trận chung của NATO 21 của Tổ chức Bảo vệ và Châu Âu trong tháng này, với khoảng 28.000 lực lượng tham gia từ 26 quốc gia khác nhau. Cả hai cuộc tập trận đã được lên kế hoạch từ lâu, đều theo sau một loạt các động thái quân sự tích cực của Nga trên khắp châu Âu. Ông David Moniz, nhà ngoại giao cao cấp nhất của Hoa Kỳ tại Romania, người phụ trách đại sứ quán, cho biết: "Chúng tôi phải mạnh mẽ và hỗ trợ các đồng minh của mình khi có mối đe dọa. Khi chúng ta mạnh mẽ, khi chúng ta đoàn kết, điều đó có tác động thực sự đáng sợ với những điều có thể xảy ra." Trong khi một số lực lượng Nga gần đây đã rút lui khỏi biên giới Ukraine, Hải quân Nga cũng đã tiến hành các cuộc tập trận ở Biển Đen, Black Sea, thách thức các tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển Ukraine trong cùng một vùng biển và đóng cửa các vùng biển nhỏ xung quanh bán đảo Crimea mà Moscow đã xâm lược và sáp nhập vào năm 2014. 67 người thiệt mạng ở Gaza, 7 người thiệt mạng ở Israel, Liên Hợp Quốc cảnh báo cuộc xung đột có thể biến thành chiến tranh toàn diện. Bạo lực tồi tệ nhất trong nhiều năm giữa người Israel và người Palestine không có dấu hiệu thuyên giảm. Vào ngày thứ Tư, Liên Hợp Quốc đã cảnh báo rằng cuộc xung đột giữa hai nước sẽ có thể bùng phát thành chiến tranh toàn diện khi Israel tiếp tục các cuộc không kích và Hamas bắn tên lửa đi từ dải Gaza. Bộ Y tế Palestine có trụ sở tại Gaza cho biết chiến dịch ném bom của Israel hiện đã giết chết ít nhất 67 người, trong đó có 17 trẻ em và hơn 388 người khác bị thương. Israel cho biết ít nhất 15 trong số những người thiệt mạng là chiến binh của Hamas. Một điều phối viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về tiến trình hòa bình ở Trung Đông đã viết như sau: "Hãy ngừng bắn ngay lập tức, chúng ta đang để tình hình leo thang tới một cuộc chiến tranh toàn diện. Cái giá của chiến tranh ở Gaza là rất tàn khốc và dân thường lại phải trả cái giá đó. Liên Hợp Quốc đang nỗ lực để tất cả các bên khôi phục lại sự bình tĩnh, hãy chấm dứt bạo lực ngay bây giờ." Nhà kinh tế cho biết dân số cao tuổi của Trung Quốc sẽ là một cú sốc lớn đối với chuỗi cung ứng toàn cầu. Một nhà kinh tế học nhóm ENZ, Ngân hàng Australia và New Zealand Banking Group đã cảnh báo vào hôm thứ Tư rằng dân số cao tuổi của Trung Quốc sẽ có tác động lớn đến thế giới vì chuỗi cung ứng toàn cầu phụ thuộc nhiều vào nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này. Điều tra dân số mỗi thập kỷ một lần của Trung Quốc được công bố vào ngày thứ Ba cho thấy dân số của đại lục đã tăng lên 1,41 tỷ người vào ngày 1 tháng 11 năm 2020. Đó là tốc độ tăng trưởng chậm nhất kể từ những năm 1950. Ông Raymond Young, nhà kinh tế trưởng Trung Quốc tại ENZ cho biết xu hướng phụ thuộc vào người già sẽ gia tăng. Đây là một lời cảnh báo không chỉ đối với Trung Quốc mà còn trên toàn thế giới, vì Trung Quốc là cốt lõi của chuỗi cung ứng. Trong vài năm tới, Trung Quốc sẽ mất đi 70 triệu lực lượng lao động của quốc gia này, và đây sẽ là một cú sốc lớn đối với chuỗi cung ứng toàn cầu. Ông nói thêm rằng một tác động khác có thể xảy ra đối với thị trường tài chánh, vì tỷ lệ tiết kiệm cao của Trung Quốc đã và đang hỗ trợ thị trường toàn cầu. Trung Quốc là một trong những quốc gia có tỷ lệ tiết kiệm cao nhất thế giới đối với các cá nhân và nhiều nhà đầu tư bán lẻ đang đầu tư thêm tiền của họ hoặc tiền đang được giữ trong các quỹ hưu trí. Điều tra dân số cũng cho thấy tỷ lệ sinh nở tại Trung Quốc tiếp tục giảm 15% vào năm 2020,
Đây là năm giảm thứ tư liên tiếp. Các chuyên gia đã nói rằng vấn đề dân số già đi của Trung Quốc vượt ra ngoài chính sách một con và cần có những thay đổi cấp bách khác để thúc đẩy tăng trưởng khi số sinh sản giảm và dân số già đi. Tương tự như các nền kinh tế lớn khác, chi phí nhà ở và giáo dục cao ở Trung Quốc đã ngăn cản người dân có con trong những năm gần đây. Nước này cần phải tăng năng suất lao động. Nền kinh tế Trung Quốc chủ yếu dựa vào các ngành như sản xuất và đòi hỏi lượng lớn lao động giá rẻ. Nhưng mức lương gia tăng đang khiến cho các nhà máy ở Trung Quốc trở nên kém hấp dẫn hơn. Trong khi người lao động sẽ cần kỹ năng cao hơn để có thể giúp cho Trung Quốc trở nên đổi mới hơn. Công ty Amazon thắng kiện trước tòa khi đấu tranh với khối châu Âu về hóa đơn thuế 300 triệu đô la. Vào hôm thứ Tư, công ty Amazon đã thắng kiện trước Ủy ban châu Âu mà đã ra lệnh cho gã khổng lồ công nghệ Hoa Kỳ trả lại 250 triệu euro, tức là 303 triệu đô la Mỹ tiền thuế cho Luxembourg. Tòa án chung của Liên minh châu Âu cho biết rằng cơ quan điều hành của Liên minh châu Âu đã không chứng minh được rằng có một lỗ hổng về thuế quan bất hợp pháp mà chi nhánh của tập đoàn Amazon ở Luxembourg đã lợi dụng. Ủy ban có trụ sở tại Brussels đã cho biết vào năm 2017 rằng quốc gia Luxembourg đã cấp các lợi ích thuế quá hạn cho Amazon. Vào thời điểm đó thì Amazon được phép trả thuế ít hơn 4 lần so với các công ty địa phương khác mà cũng tuân theo các quy tắc quốc gia tương tự. Tuy nhiên, Amazon đã phản đối đánh giá đó. Trưởng bộ phận cạnh tranh của châu Âu là Margaret Vestager cho biết, chúng tôi sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng, đánh giá và cân nhắc về các bước tiếp theo có thể thực hiện được. Tổ chức có thể quyết định kháng cáo phán quyết của tòa án và đưa vụ việc lên tòa án cấp cao nhất của Liên minh châu Âu. Được biết, đây là phán quyết thứ hai của tòa án chống lại ủy ban trong vòng chưa đầy một năm. Trước đó, vào tháng 7, thì tòa án cho biết nhóm của khối châu Âu đã không chứng minh được rằng chính phủ Ireland đã tạo lợi thế về thuế cho công ty Apple. Ủy ban đã yêu cầu Apple hoàn trả khoảng 13 tỷ euro tiền thuế chưa nộp trong năm 2016. Sau đây là một số cập nhật khác về tình hình COVID-19 trên thế giới. Tính đến tối thứ Tư, thế giới đã có hơn 160 triệu ca nhiễm COVID-19. Số ca tử vong trên toàn cầu là hơn 3,3 triệu người. Hôm thứ Tư, thì Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi tăng gấp đôi số lượng vaccine COVID-19 được sản xuất và phân phối vaccine lại cho công bằng hơn ở các nước đang phát triển. Số ca tử vong do COVID-19 ở Hoa Kỳ đã giảm xuống mức trung bình khoảng 600 người mỗi ngày, là mức thấp nhất trong 10 tháng. Trong khi đó, thì các ca nhiễm bệnh được xác nhận đã giảm xuống trung bình khoảng 38.000 ca mới mỗi ngày, là mức thấp nhất kể từ giữa tháng 9. Mặc dù điều đó vẫn còn gây lo ngại, nhưng con số đã giảm 85% so với mức đỉnh, với hơn 250.000 ca mới mỗi ngày vào đầu tháng Giêng. Triển vọng đáng khích lệ này trái ngược hẳn với thảm họa đang diễn ra ở những nơi như Ấn Độ và Brazil. Tổng số người chết của Hoa Kỳ là khoảng 583.000 người kể từ khi bắt đầu đại dịch. Và các nhóm chuyên gia CDC tư vấn trong một báo cáo vào tuần trước dự kiến rằng số ca tử vong và ca bệnh mới sẽ giảm mạnh vào cuối tháng 7 và tiếp tục giảm sau đó. Mexico dự kiến bắt đầu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối trong tháng này đối với một loại vaccine COVID-19 do Trung Quốc phát triển, sử dụng công nghệ tương tự như các mũi tiêm từ Moderna và Pfizer, theo Ngoại trưởng Marcelo Ebrard cho biết. Liên đoàn Chữ thập đỏ quốc tế cho biết các ca nhiễm coronavirus đang gia tăng ở châu Á, với hơn 5,9 triệu ca nhiễm được xác nhận trong 2 tuần qua. Con số này nhiều hơn tất cả các khu vực khác trên thế giới cộng lại. Tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, số ca tử vong do coronavirus ở Ấn Độ đã vượt qua con số 250.000 người trong 24 giờ, ghi nhận nhiều chết chóc nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu. Trong bối cảnh dịch bệnh hoành hành khắp vùng nông thôn, làm quá tải hệ thống chăm sóc sức khỏe nông thôn mỏng manh của nước này. Với sự thúc đẩy từ các biến thể có khả năng lây nhiễm cao, làn sóng thứ hai đã khiến các bệnh viện vỡ trận và choáng ngợp các nhân viên y tế, cũng như các lò hỏa táng và nhà thiêu. Các chuyên gia vẫn chưa thể nói chắc chắn khi nào các con số sẽ đạt đỉnh và đã cảnh báo rằng số ca nhiễm và tử vong có thể cao hơn đáng kể so với báo cáo.
Tại Nhật Bản, Thủ tướng Yoshihide Suga tuyên bố sẽ tổ chức Thế vận hội Tokyo an toàn, ngay cả khi một số bệnh viện ở Nhật Bản đang chật vật tìm giường bệnh và nhiều người dân Nhật Bản đang tuyệt vọng chờ tiêm chủng. Tháng trước, thì Thủ tướng Suga đã công bố tình trạng khẩn cấp thứ ba ở Osaka, là trung tâm của sự gia tăng ca bệnh hiện nay, cũng như ở Tokyo và hai khu vực khác. Tình trạng khẩn cấp này được kéo dài đến hết ngày 31 tháng 5. Chỉ có 1% người dân Nhật Bản đã được tiêm chủng đầy đủ, ngay cả khi hàng triệu liều thuốc không được sử dụng trong tủ đông vì thiếu nhân viên. Tại châu Âu, thì Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết một cuộc điều tra công khai về việc xử lý đại dịch coronavirus sẽ được tổ chức vào năm tới. Ông nói với các nhà lập pháp hôm thứ Tư rằng cuộc điều tra sẽ có quyền hạn theo luật định trên phạm vi rộng và chính phủ có trách nhiệm rút ra bài học từ đại dịch. Đức Thánh Cha Francis đã trở lại để tiếp kiến trực tiếp các tín hữu vào thứ Tư sau gần 6 tháng gián đoạn do COVID-19. Vào cuối ngày giao dịch hôm nay, đồng Canada bằng 0,8267 Mỹ Kim và bằng 0,6840 Euro theo Bank of Canada. Trong khi đó, thì một Canada bằng 19.004 đồng Việt Nam theo XC.com vào tối ngày 12 tháng 5. Giá dầu thô WTI hôm nay đã giảm 41 cent mỗi thùng, còn là 65.67 Mỹ Kim một thùng. Trong khi giá dầu Brent là 68.92 Mỹ Kim một thùng, cũng đã giảm 40 cent so với hôm qua. Giá vàng giao ngay ở mức 1822.04 Mỹ Kim một ounce. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin Canada ngày 13 tháng 5 hôm nay do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Mời quý vị subscribe miễn phí và nhấn nút chuông ngay kế bên để nhận được thông báo về các video mới nhất. Kênh Culture Channel của chúng tôi có video về tin tức cập nhật hàng ngày, cũng như các video về văn hóa, du lịch, ẩm thực, sức khỏe và đời sống được cập nhật liên tục trong tuần. Mời các bạn đón theo dõi. Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm và khích lệ của quý vị bằng cách giao lưu với ban biên tập chúng tôi thông qua phản hồi, comment mang tính xây dựng, chia sẻ, share video của Culture Channel cho nhiều người quen. Và mỗi khi xem bản tin, đều nhớ bấm like nếu các bạn thấy thông tin hữu ích. Tuấn Liêm và Hoàng Anh xin chúc các bạn nhiều sức khỏe và an lành. Xin chân thành cảm ơn và kính chào tạm biệt. Chương trình tiêm chủng vaccine COVID-19 tại tỉnh bang Ontario đang được tiến hành để giúp ngăn ngừa sự lây lan của virus, bảo vệ mạng sống. Cho đến khi tất cả chúng ta đều đã được tiêm chủng, hãy nhớ đeo khẩu trang, rửa tay và giữ khoảng cách. Mỗi ngày đang có hàng ngàn người được tiêm chủng, rất nhanh sẽ đến lượt của quý vị rồi đó. Muốn biết thêm chi tiết, quý vị có thể đến trang mạng ontario.ca/Ontario's COVID-19 Vaccination Plan hoặc quý vị gọi số điện thoại 1-888-999-6488. Đường dây có hơn 300 ngôn ngữ để phục vụ quý vị. Một lời nhắn từ chính phủ Ontario.